Xin chào cả nhà nha. Sáng nay dẫn mẹ đi cái chợ này nè. Cái chợ này nó gọi là chợ Harvest Market. Nó chỉ mở cửa vào sáng thứ bảy thôi. Đó. Chắc mẹ đi chợ vòng vòng chơi rồi lát cái chắc kiếm gì mua về nấu ăn. Đó. Cuối tuần. Hello. Xin chào cả nhà. Đó, đi vô chợ. Mời cả nhà vô chợ coi thử có gì không nha. Good morning. Cái này bán bánh mì á, bánh mì nhà làm á. Này. Đó, hàng này hàng rau. Này bán rau. Rau lè què mấy cổng vậy đó. Rau này ở nhà trồng hay sao? Rau ngò nè. Đó, rau ngò. Okay. So it's making a cake. I don't either. Oh no, pasta from scratch. Ah, okay. Yeah, for Hawker's Fork. Mhm. Fresh pasta, because you can get everything that you need to make fresh pasta right here. All right. So this is mushroom. Yeah, just flour and eggs. So the flour is just there. Flour local here. Flour. Oh, local flour. Yeah. Bob. The grain family there, just up at the top. Yeah. And the eggs are from the Western Tier. All right. Enjoy the day. Mọi người đi chợ này. Đây là hàng cà phê. Sáng dẫn chị đi dạo dạo á. Để cho đi xét kìa. Okay. Yeah. So can I get one? Pardon? Can I get one? This? Yeah, the yeah. Just the one. Just one for my daughter. So okay, after peace. All right. Đó là bà rô đó, cái bà rô. À, cái bà rô này nấu á. Nấu đồ chay thôi. Nấu đồ chay. Nó quầy này quầy bán bán rau củ. Mọi người xếp hàng mua. Người châu Á bán. Đấy, ba bùa cho mẹ rây này. Ngon không? Bà quá. Bà định mua cà phê uống mà sao xếp hàng đông quá, làm biết. Wow. Yes, my mom, she came from Vietnam. We are Vietnamese. Yeah. Cà phê, sáng mua cà phê uống. Mọi người đứng xếp hàng. Rồi, ly cà phê $4. Hơi bị nguội à? Hơi bị nguội, nó không được nóng, máy làm nhiều lì quá nè, nó không làm nóng được. Rồi ok. À, chỗ này nó bán cái ly của Harvest Market này. Đẹp quá, dễ thương quá. Các bạn mua một cái. John Spencer là cái giỏ.
do you bring up some lasagna first and then I'll make some chorizo next? Mm, yeah, đẹp quá ha. Can I get one, please? Yeah, that's one that bad. Yeah. So how much for that? $10. Okay. Yep. Đi mua ice chocolate chan rice. Đây, quán này quán quen thuộc của Rice. Rice thích lấy ở đây ice chocolate. Đi vòng vòng xong giờ mấy bà cháu đi chợ mua cục thịt luôn em à. Mai nấu có thịt mà phải không? Đang giảm giá đó. Đi mua quật đi chợ. Thôi. Đi. Đó, giờ ra mua một xe đồ nữa nè, về ăn nữa, ăn cho nó mập. Đi siêu thị mua quần áo rồi đi về. Chứ giờ này đi đâu nữa? Giờ nấu đồ ăn cho rồi. Đi đâu nữa? Một giờ chưa? À 12 giờ 47 rồi. Chưa đi về. Về nấu đồ ăn. Còn nhức đầu. Em cố. Uống hết chai luôn phải không bà anh? Hết không? Nhớ. Không mà còn thiếu à, như đây à. Mình đã uống gì nổi. Hai mẹ con lo giọt mất tiêu, hai mẹ con đâm đầu nhựa nhựa lép đi luôn. Hai mẹ con đâm nhựa nhựa nói chuyện tào lao. Nhựa tào lao chứ. Chuyện trời vô. Biển. Đi vô, không biết Ray nó ngủ kiểu gì luôn. Biết luôn. Vô trong phòng rồi là tắt ngấm rồi không biết phút sau nữa là cái chuyện. Chào cả nhà nha, bây giờ đang chở đi chợ xong rồi giờ đi về. Đi về nấu ăn. Cuối tuần vậy đó. Trời nó mát lên là nó đỡ nóng rồi, nó đỡ lạnh rồi mà. Nóng lạnh đâu. Nóng lên rồi chứ làm gì nữa. Đúng rồi. Mưa 2-3 trận rồi tự nhiên nó chuyển qua mùa luôn. Nhanh lắm. Xuống đi. Đi trên đường về ghé chở mẹ vô đây chơi một xíu. Chỗ khu này gần nhà có quán cà phê với lại có mấy con thú. Con này con gì đi không biết. Con gì. Tự giới thiệu.
Hello, xin tự giới thiệu. Hello, xin chào cả nhà nha. Mình sẽ đi tự giới thiệu, mình tên là Billy. Billy. My name is Billy. This is Billy. Handsome. Việt Nam là 7 món rồi nha con. Bảy món rồi nha con, chứ không phải đứng đây dập dờm đâu. Mày Việt Nam là mày Việt Nam là lá tí tô là đi với mày hợp lắm mày biết không? Dạ về nấu ăn tiếp á. Về nấu ăn. Này ra món gì? Bún xào á? Bún bào xào với lại thịt vịt. Thịt vịt. Lọc chuyện đó nữa. Để cắt miếng bò ra nướng ăn thử. Bò bãi mà anh. Bò gì? Bò mặn mà. Ủa mặn hả? Trời đất anh. Bò anh không biết hả? Anh mua mà anh cũng không để ý luôn em mẹ. Cái này con bà gì? Bà muối, bà con beef. Ồ, hèn gì mà thấy anh thấy tại sao quên quật hôm nay lại bán thịt bò cục. Không để ý luôn á. Rồi, ok. Làm gì đó? Nóng mới à? Chồng mới tặng. Đồ chồng tặng món nón mới nè. Hiểu gì? Sao coi? Đồ Aritex đàng hoàng nha. Cái con có gì đâu, con ngựa trời. Ngựa trời. Wow, đẹp gái chưa? Tướng tình body này đây, nó đây, đây ghê không? Hồi đó ghi cái quần này ra không được luôn nè. À. Giờ ghi ra được rồi. Thank you.
cắp rau nhà người ta về nướng ngon lành. Ăn cắp rau nhà Tiến á, nhà Tiến giang về rửa ngon lành. Quá trời luôn á. Đã. Đây mấy cái này quý lắm á. Cắp nhà vườn. Này, đồng chí mẹ vừa làm xong một nồi bún xào. Bên này đang luộc thịt bò, mà hồi sáng mua cục thịt bò lộn. Này bò này bò, nó gọi là corn beef. Bên này là bò mà nó mặn mặn mặn. Thôi luộc luôn cho nhà ăn. Bò đây nước con gà. Bò nước gà đi. Gà cái này hôm nay. Đây. Gà cắt gà kiểu mới, gà đầm vẫn sexy lắm. Cắt gà kiểu sexy. Chịn dẫn chân. Hết thùng bia. Hết thùng bia hôm nay rồi, chết quá. Hôm qua vẫn còn nhức đầu, hôm nay hết thùng bia. Đây, bát gà vừa ra lò nè. Nhìn đã chưa? Bên này thì đang làm pizza cho anh Ray. Giờ này suốt ngày làm đồ ăn. Đây sản phẩm sau một hồi ba mẹ con làm với nhau. Này là bò, thịt bò khuôn bếp á, luộc ra. Rồi cái này thịt gà nướng. Rồi mẹ xào mì bún chứ. Mời cả nhà ăn nha. Theo dõi qua màn ảnh nhỏ.
Đây pizza, ra ăn pizza đây con. Ở đây mẹ mở cho. Đưa một cái ha, coi ha, đưa một cái. Giỏi. Sao chị biết được? Mẹ bấm. Không ai mẹ bấm gì? Mẹ bấm gì nhớ không? Hả? À, giờ không biết password rồi sao mở ra cho nó. Số 2. Bấm đi. Số 9. Rồi. Vô. Rồi mẹ mời cả nhà. Ba mẹ con thôi, hai đứa nhỏ nó ăn rồi, nó bơ nó không thích lên video, tôi cho nó ra ăn riêng luôn rồi. Từ đây về sau sẽ cho bơ ra riêng luôn. Cho ăn riêng luôn. Chị ngồi có cái tô nó. Em sẽ chờ một pizza nha. Rồi, Bi. Nó. Mẹ con. Bi ăn hết đó đi. Em đi với Lacy. Lacy cho sức tờ. Yo, mời cả nhà uống bia nha. Máu, bà thấy. Bà mẹ con máu quá. Chạy qua nơi nhậu liền. Minh Dũng hả? Minh gì Đức Minh Dũng là gì? Thằng gì mới nhớ xíu con mà nó hát hay. Tên gì cũng Hải hả? Hồi đó nó kết là kết với thằng Lê Túng vậy đó. Thằng Minh Dũng chân nào? Thôi thằng gì? Thôi nói chuyện nhẹ, nói chuyện ta chị. Mấy đứa nổi tiếng. Tự nhiên được cho biết chút gì. Ok. Rồi em. Thử miếng bò luộc này. À, bò luộc. Ăn thử đi mẹ, ăn cho biết thôi. Nè, ăn gì cháo trắng ngon mẹ. Khỉ. Bò này nó ướp muối nó làm gì rồi á? Hồi đó tụi con mới qua Úc đâu biết đâu. Sẵn sàng xác đi ra mua bò này lần đầu tiên qua Úc á. Mua về mấy ông cắt lạng ra nướng lên trộn ăn số bò Úc nó ngon ghê mà sao mặn mặn ta. Đâu có biết đâu tới mà trời bò Úc nó vậy chứ ai như bò Việt Nam ăn không có mùi gì. Ai nhẹ đi lượm đi mua trúng cái bò mặn rồi về ăn cười. Này tới giờ tao nấu cái gì mình cũng không biết nữa. Nhưng mà khi luộc nó là bỏ vô thêm mấy cái củ quả vô á, cho nó nước ngọt, cho nó rút cái này kia ra. Đó. Này, chứ mà không là mặn, nướng mặn á. Đúng rồi, nướng là mặn liền. Mặn. Xu trèo đó ăn. Rồi, chào cả nhà nha. Giờ có ba mẹ con ngồi đây ra chơi. Đó. Nó làm pizza cho hai đứa nó ăn đó. Trời ơi, đứa chê đó là ghê đó. Nhỏ mà nó biết hết rồi đó. Còn con này là con Vi. Con này là con dâu. Mệt con dâu. Mệt con dâu. Sao? Ăn ngon không?